Xin kính chào tất cả quý vị, xin kính chào các thầy và xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu thang thuốc trục tử đan. Vừa mới mua xong, hoàn thành nhiệm vụ là đã mua giúp một bạn đã gửi tiền cho tôi, và hôm nay cũng lại thêm một bạn nữa vừa gửi tiền xong, nhưng mà cũng lại phải chờ một tuần, giống như bạn này đã phải chờ tôi một tuần đến bây giờ mới đủ các vị thuốc. Bây giờ xin giới thiệu, như các cụ ngày xưa chúng ta, các cụ ông cha chúng ta đấy đã nói, trăm nghe không bằng một thấy, và trăm thấy không bằng một sờ đó. Thế xin giới thiệu các quý vị thầy các bạn là cụ thể từng vị thuốc một mà hôm nay tôi đã đặt mua xong, và đến ngày mai tôi sẽ gửi cho một bạn ở Sài Gòn. Và tiếp theo sau, một bạn nữa cũng đang đặt, bạn này thì ở tận nước ngoài cơ, nếu đặt thì chúng tôi lại phải là hứa hẹn là đặt tuần sau mới có được. Thì chúng ta đã biết đấy, cái thang thuốc trục tử đan này là bản thân tôi cũng đã sử dụng khi mà tôi còn trẻ thanh niên ấy. Thì trong cái quá trình mà chúng tôi đã giới thiệu trước là bản thân tôi là quá yếu về sinh lý, cho nên là bà vợ trước bà ấy không thể nào sống chung với tôi được, và bà ấy sẵn sàng ký cái ly hôn. Thế và sau đó thì tôi đã chữa một ông lang, xin chào Thanh Khoa, chào xe bạn. Thế và một ông thầy làng nổi tiếng của Trung Quốc sang chữa cho ông Phạm Văn Đồng. Thì sau đó tôi được biết, và tôi đã nói hoàn cảnh của tôi, thì ông lang này đã chỉ cho tôi và đã hướng dẫn cho tôi, và kết quả là tôi đã có con trai, và đến bây giờ con trai tôi lại có cho tôi một cháu nội, cháu trai đấy là cháu nội, và hiện nay cũng đang trong bụng mẹ lại thêm một cháu nữa, cũng là cháu trai nữa. Thì kết quả của thang thuốc này rõ ràng là rất là đáng khâm phục. Cho nên từ cái kinh nghiệm bản thân, tôi giới thiệu với các quý vị, chứ không phải là đây là không phải là trên sách vở hay là nghe người ta nói là trên, mà đây là từ bản thân. Cũng giống như là cái thang thuốc mà chữa ung thư mà bản thân tôi đã bị ung thư đấy. Thế thì thang thuốc này, cái thứ nhất, trong tất cả một tuần, hơn một tuần trước, cái thuốc này có 11 vị, thì chúng tôi đã giới thiệu tới 11 bài, 11 ngày, từng vị một. Và cái ngày trước đó là ngày thứ 12, ngày trước đấy, thì là giới thiệu chung toàn bộ thang thuốc này. Sau đó 11 vị thuốc là chúng tôi đã giới thiệu 11 ngày sau. Đấy, hôm nay chúng tôi lại xin gói gọn lại là như thế, là buổi thứ 13. Đó, xin chào Phương Điền, ông chia sẻ. Đó. Như thế là vị thuốc thứ nhất là Hải Long. Thì đây, giới thiệu với quý vị đây. Hải Long. Hải Long là con rồng biển, đấy là loại cá đây, cá trẻ vôi đây. Đấy, một thang thuốc gồm có 10 con Hải Long như thế này. Và đồng thời, ở đây có thấy có 5 con sao biển. Thì đây là cái phiên mãi tôi giới thiệu thêm, là tôi là ngoài cái Hải Long này, 10 con Hải Long, thì tôi xin biếu thêm người bạn đã tin tưởng tôi, và tôi xin nói thêm vị thuốc này là hải sâm sao biển đấy, con sâm biển đấy. Đấy, sâm biển là sao biển. Thế thì vị thuốc này thì dùng là thuốc bồi dưỡng cho cơ thể ở những người thường thấy yếu mệt, suy giảm sức đề kháng,
mà suy nhược cơ thể chưa rõ nguyên nhân. Những người mới ốm dày, người phụ nữ sau sinh đẻ và trẻ em chậm phát triển có dấu hiệu còi xương như là bụng to, đít teo. Đấy, thì xin rồi là nó cho tác dụng là chữa về huyết áp cao, rồi xơ vữa động mạch. Đó. Xin chào Thanh Nguyên ạ. Đó. Rồi chủ yếu là nó có khả năng cải thiện chức năng tình dục, có tác dụng hỗ trợ chuyện phòng the của cả nam lẫn nữ. Đó. Thì đây mình xin giới thiệu là ngoài cái kỹ thuật Hải Long này là kỹ thuật nhất, thì tôi xin biếu thêm bạn này. Đấy. Năm con sao Việt rất tốt cho tiêu hóa đấy. Và mình đã chào mình đã. Đấy. Thì đấy là kỹ thuật nhất là con Hải Long. Kỹ thuật thứ hai là dương thận. Thì như trước trong một bài trước tôi đã nói đấy, dương thận tức là thận của con dê. Thì hiện nay bài thuốc này không có, bởi vì thận con dê đây thì người mua tôi đã hướng dẫn đấy, là các bạn nào mua thang thuốc này thì riêng thận dương thận thận dê đấy thì bạn đó phải tìm ở địa phương mình có chỗ nào, có cái tiệm nào, có cái cửa hàng nào nhậu thịt dê, thì đến đó đăng ký cái thận dê. Đấy. Và phải mua được thận dê còn tươi. Đấy. Thì lấy về và kết hợp với thang thuốc này sử dụng nó để mình có giá trị. Chứ còn bây giờ mà tôi đặt vấn đề tôi mua, sau đó để phơi khô rồi sau đó gửi cho các quý vị thì không còn tác dụng nữa. Thận dê phải thận dê tươi vừa mới giết mổ xong. Đấy, chúng ta ra đăng ký tại những cái cơ sở là nhậu thịt dê đấy, đăng ký ngay đấy, thêm vào đây một đôi thận dê dương thận. Đây là vị thuốc thứ hai mà trong cuộn trong này không có. Vị thuốc thứ ba ở đây là hải cẩu thận. Đó. Thì đây là vị thuốc hải cẩu thận, thận của con hải cẩu đây. Quý vị thấy là đây là thang thuốc của Mỹ. Đấy. Có ký hiệu rõ ràng của Mỹ. Đó. Đấy. Hải cẩu thận. Trong này là thuốc viên. Thì cách uống thì sẽ giới thiệu với quý vị, tức là ngày thì uống 2 viên. Tất cả đây là 60 viên. Đó. Trong một tháng 30 ngày, mỗi ngày 2 viên. Đó. Sáng, chiều, sáng 1 viên, chiều 1 viên. Uống cùng với tất cả cái thang thuốc này. Đó. Thì đấy là vị thuốc thứ hai. Vị thuốc thứ ba là đấy, thứ ba đấy, tức là thứ nhất là hải long, thứ hai là dương thận thận dê đấy, thứ ba là hải cẩu thận, thứ tư là dâm dương hoắc. Đây, dâm dương hoắc đó, thì đây là dùng trong một tháng này. Đấy, thì chúng ta là cứ lấy ra mỗi ngày là hai nắm như thế này, đun lên, dâm dương hoắc. Đây cái lá dâm dương hoắc lên nha, lá khô, quý vị thấy đấy, lá khô. Đó. Đã bảo quản khô phơi khô kỹ lắm rồi. Đấy là vị thứ tư. Vị thứ năm là ba kích. Đây, ba kích cũng dùng trong một tháng này.
Thì bạn nhớ tôi để riêng từng vị một để cho các quý vị theo dõi nó dễ. Khi về gửi đến nơi, quý vị sẽ chia cái này ra làm, hoặc là chia làm 30 ngày, chia làm 30 phần, chia làm 4 tuần, chia làm 4. Đấy. Hoặc là chia làm 10 ngày, cứ chia làm 10 phần, mỗi ngày 3 ngày một phần, 3 ngày một phần. Thì tùy theo chúng ta khả năng đun nấu như thế nào. Nếu mà cứ 3 ngày đun một lần thì chúng ta chia cái này, cái gói này cũng như là những cái gói này ra làm 10 phần tất cả. Đó, 30 ngày chia làm 10 phần thì mỗi 3 lần, cứ mỗi 3 ngày một lần, 3 ngày một lần chúng ta đun nấu lên uống. Thì đấy là cái vị thuốc là ba kích. Vị thuốc thứ tư là kỳ tử. Thì cái này thì chúng ta không cần lạ gì cả. Kỳ tử đây. Đấy. Một gói này. Đấy. Một tí. Thì chúng ta cũng chia làm 10. Sau đó thì là cứ 3 ngày một lần, 3 ngày một lần chúng ta nấu lên uống cùng thuốc này kia. Đây là vị thuốc thứ sáu là kỳ tử. Vị thuốc thứ bảy là lộc nhung. Đấy, tôi giới thiệu rồi đấy. Đây, lộc nhung của Nga. Lộc nhung của Nga. Cũng là 60 viên, ta cũng uống giống như là đối với là trường hợp như là hải cẩu thận cũng ngày 2 viên một tháng như thế. Đó là cái thứ bảy. Cái thứ tám là nhục thông dung. Thứ 9 là thai bàn. Thì như trong bài tôi đã nói giới thiệu cách đây mấy ngày đấy, thai bàn tức là nhau thai của phụ nữ. Thì trước đây là nhà nước quản lý và có bán ra cái loại này ở những cái nhà thương phụ sản. Đó. Thì với người ta theo dõi người phụ nữ bà mẹ nào không có bệnh tật thì người ta cho mình sử dụng cái nhau thai đó. Nhưng hiện nay thì mà thị trường nó lung tung quá, thành ra theo quy định của Bộ Y tế là vị thuốc thứ 8 này thay bàn là không được phép sử dụng nữa, thì nó rất là nguy hiểm. Nó bán linh tinh ở ngoài thị trường như vậy là không biết được là người mẹ khi có thai và khi đẻ con có bệnh gì hay không, không ai theo dõi được. Đến khi mà sinh xong rồi người ta cứ lấy cái nhau thai đó rồi người ta bán thì rất nguy hiểm. Cho nên là cái vị thuốc thứ 10 đó. Cái 9 là thai bàn đấy. Thì trước đây thì dùng được nhưng bây giờ thế này nói như là Bộ Y tế đã cấm rồi. Tiếp theo là vị thuốc thứ 10 là tiên mao. Đây. Đây là tiên mao. Tiên mao tức là sâm cau. Đây, cái vị sâm này là tác dụng rất là tốt đối với nam giới. Thì tôi đã có một bài nói về sâm cau là đây cái tên mao. Và vị thuốc thứ 11 là hồ lô ba. Đây, hồ lô ba.
đề thi. Thế thì xin nói là tổng hợp lại đấy, cái bài thuốc này có 11 vị như thế, thì trừ cái thai bàn là cấm không được phép sử dụng rồi, thì tôi không dám là giúp đỡ mua cái vị mua hiện nay mà thị trường thì rất có, Trung Quốc cũng có, nên đây tôi giới thiệu thêm cái bài cách đây 2 ngày 3 ngày đấy, thì là Trung Quốc bán rất cũng rất nhiều, nhưng mà không có cái gì đảm bảo của chúng ta được là cái vị thuốc này là không có những cái nguy hiểm, có những cái virus của những cái bệnh mà nó phụ nữ bị nhiễm bệnh. Thế còn 10, còn lại 10 vị thì 10 vị thì riêng vị dương thần tức là dê đấy thì quý vị phải mua tươi ở gần nhà mình. Thế còn nếu không có thì cũng được, bởi vì là tất cả là 9 vị kia đã đủ là quá tốt, đầy đủ tất cả. Thêm cái thận dê thì cũng là tốt, không có thịt dê cũng vậy, chúng ta có thể mua thịt dê cũng được ăn thay cho thận dê. Thế thì cách chế biến như thế này, toàn bộ những vị thuốc bắc đông y đấy, đấy, rồi hải long, đấy, con hải long thì chúng ta đun lên, nấu lên cứ 3 ngày một lần chúng ta nấu lên liều lượng. Đấy, thế là 3 ngày một con hải long, một con hải long. Tiên mao chẳng hạn thì chúng ta chia cái này ra là 10, các vị thuốc này thế chia là 10, thì cứ 3 ngày chúng ta dùng một phần đấy, 10 phần thì chúng ta lấy một phần dùng trong 3 ngày đun lên. Đó, dùng thông dung chẳng hạn đấy cũng chia đều ra là 10 phần, và tích như thế chia là 10 phần. Rồi câu kỳ tử cũng thế chia là 10 phần. Dâm dương hoắc cũng thế chia là 10 phần. Cứ 3 ngày chúng ta nấu lên. Nấu 3 lần là tương đối là được rồi. Nhưng cũng có thể nấu 5 lần. Đó, để cho ra hết. Cứ 3 bát nước đun lên được 1 bát. 5 lần như thế chúng ta để hòa trộn với nhau cho nó đều, không có cái đợt đầu tiên nó đậm đặc quá, lần cuối cùng thứ 5 thì lại loãng quá, đổ trộn lẫn với nhau. Chúng ta cho vào chai để trong ngăn mát tủ lạnh. Mỗi một lần uống cái nước này, thuốc này thì chúng ta tức là ngày uống 2 lần, đó. Thế thì 3 ngày là 6 lần. Mỗi một lần uống như thế thì chúng ta lấy 1 viên hải cầu thận, 1 viên lộc nhung, lộc nhung của Nga, hải cầu thận của Mỹ, Canada, cái này đều có kiểm tra rất là kỹ và có tem nhất đàng hoàng, tem bảo quản, không có cái chuyện là bị lừa đảo ở đây. Mà đây là tôi đã nhờ người mua trực tiếp ở Canada và đây là mua ở Nga. Đấy. Thế sau đó thì là chúng ta cứ lấy cái này 1 viên, cái này 1 viên. Hải cầu thận 1 viên, lộc nhung 1 viên, uống chung với 1 ly nước thuốc kia. Chúng ta sử dụng hết trong 1 tháng toàn bộ số thuốc này. Sau khi 1 tháng, quý vị sẽ thấy cái sinh hoạt, cái yêu cầu về sinh lý khác hẳn. Nhưng mà cũng chưa phải là tốt nhất đâu. Chúng ta phải uống ít nhất là 1 tháng, uống 3 thang như vậy. 3 tháng, uống trong 3 tháng thì mới có kết quả tốt. Và đặc biệt đấy, giống như tôi đấy, có cháu trai, có con trai, có cháu trai, đấy chính là nhờ cái thang thuốc này là của Trung Quốc. Đấy là ông Lan Trung Quốc đã hướng dẫn tôi được cái đây là đến gần 30 năm nay rồi, và tôi đã dùng nó cho đến là đến bây giờ mà nói thì nói thật với quý vị là bây giờ
Vợ tôi kém tôi gần 20 tuổi. Kém tại thực tế là 18 tuổi, 18 năm. Tôi hôm nay là 78 tuổi và vợ tôi là 60 tuổi. Thì phụ nữ là mới mãn kinh 60 tuổi thì quý vị cũng biết đấy, khỏe mạnh. Và tất nhiên là về sinh lý mà nói thì không thể nào mà quên được, không thể bỏ được. Mà với cái ông già 80 như này phải cố gắng như thế nào? Thế nhưng không thể ảnh hưởng gì đến tôi, sức khỏe của tôi cả. Tôi giải quyết được hết chính nhờ có cái thuốc này đấy. Đấy là xin ví dụ bí mật mà nói riêng với quý vị như vậy, là nói bản thân tôi hiện nay nói tuần nào cũng sinh hoạt bình thường, gần 80 rồi vẫn sinh hoạt bình thường. Còn ngoài ra thuốc này ra thì có thêm những việc châm cứu thì sẽ hướng dẫn riêng cho từng quý vị nào. Một là đến nhà tôi được càng tốt, không có thì gọi điện cho tôi, nếu mà xa quá không đến được thì tôi sẽ hướng dẫn cho. Nhưng mà hướng dẫn như thế thì không thể tốt bằng là đến nhà tôi sẽ chỉ dẫn từng việc một. Khi sinh hoạt với vợ phải châm tay, phải châm vào tay, phải ấn vào việc nào để giữ cho tinh trùng không xuất ra ngoài mà nó lại xuất ngược trở về tinh hoàn. Và nó giữ như vậy thì cứ 3 lần, 4 lần, 5 lần chúng ta bấm hệ không cho ra thì tất nhiên là cái lớp tinh trùng của chúng ta đấy, tinh dịch chúng ta đấy, tinh trùng ở trong đó sẽ đậm đặc, sẽ rất tốt, rất mạnh khỏe, hoạt động rất là tốt. Sau đó sau 3 lần, 4 lần, 5 lần như thế chúng ta giữ như thế chúng ta mới cho ra. Đảm bảo với quý vị tinh trùng của chúng ta sẽ rất mạnh khỏe, linh hoạt, hoạt động rất nhanh và lại đúng với cái thời điểm mà người phụ nữ đang rụng trứng dứt khoát sẽ có con mà lại có con trai. Đấy. Xin chia sẻ với quý vị cái điều này đối với bản thân tôi đấy, mà tôi phải nói là tôi cũng giữ không dám nói với ai, nhưng đến bây giờ cũng gần 80 rồi thì cũng nghĩ là giữ bí mật không làm gì, trong khi đó nhiều người đang cần thiết biết, nên là tôi xin giới thiệu và xin chỉ cho các quý vị sử dụng hoàn toàn không có giấu giếm gì cả. À, đấy thôi xin vào. Cảm ơn tất cả quý vị các thầy các bạn đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Xin chào, xin kính chúc tất cả quý vị các thầy các bạn mạnh khỏe, trường thọ. Xin cảm ơn.